Hello hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Hiện tại thì chúng ta đang di chuyển trên đường Vũ Bảo nha. Hướng di chuyển của Thi thì lại dự định là chúng ta sẽ đi ra khu Hà Thanh. Nhưng mà thực tế thì bây giờ cũng chưa biết là chúng ta sẽ đi đâu. Đấy. Hôm nay thời tiết đẹp, nắng lên. Sáng nay mới làm bài bán cờ tướng solo trên TikTok live stream xong. Đấy, để kiếm thêm thu nhập anh em ạ. Hôm nay thì để mở đầu câu chuyện thì chúng ta sẽ bàn về, có nghĩa là Thi sẽ chia sẻ một cái câu nói rất là hay. Thi cảm thấy là trong cuộc sống này câu nói này nó rất là chuẩn chỉnh luôn á. Bắt đầu thế này nha: thiên hạ rộn ràng vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo vì lợi hướng. Đấy, mọi người thấy cái câu này có rõ nghĩa chưa ạ? Đấy, có nghĩa là mọi người có cái hành động nhốn nháo hay là rộn ràng gì thì nếu mà có lợi thì mới tới. Đấy, nhà cửa mà ví dụ như là bạn trúng số thì tự nhiên bà con nó nhiều, chứ mà đeo ốm á, bệnh tật nhờ người thì đâu có thấy đâu. Đó, thì đơn giản á vậy. Lúc đắc thế thì anh em nó đông vui rộn ràng, lúc thất thế thì người người xem thường, lúc tiền nhiều thì là bạn bè rải rẫy, lúc không tiền thì không biết kêu ai lúc khó khăn. Nên là nếu mà lúc đắc thế thì hãy nhớ đến câu nói này nha. Đấy, còn tất nhiên là không có khúc người có lúc. Và câu nói tiếp theo thì rất là thích khi mà cảm thấy lấy động lực cho mình. Đấy, đó là câu chuyện tái ông mất ngựa. Và Thi luôn luôn đinh ninh trong cuộc đời mình là tái ông mất ngựa. Trong họ có phúc, trong phúc có họ mọi người ạ. Thì có thể là họ đó, nhưng mà đơn giản thì là phúc nó đi kèm phía sau. Đấy, còn có thể là phúc đó nhưng mà họ ngay trước mặt thôi. Nói về phúc họ lại có một câu rất là hay nữa nè, tức là người làm việc thiện thì phúc chưa tới nhưng họ còn xa, người làm việc ác thì họ chưa tới nhưng phúc còn xa. Đấy, nó rất là chí lý nha, anh em cứ ngẫm nghĩ đi. Thì có thể là đây là trong một phút bốc đồng thì chia sẻ cái quan niệm sống và cách tư duy của mình đó. Nên là nó cũng sẽ giống như cái việc mà Thi bán hàng vậy. Tức là Thi không biến mình thành người bán hàng mà Thi biến mình thành người đồng hành. Nên đôi khi về bán hàng Thi sẽ không giỏi nha. Người bán hàng chắc chắn họ sẽ thành công trên việc bán hàng. Còn người chia sẻ thông tin thì chưa chắc họ thành công trên việc bán hàng. Nhưng về nhân sinh có thể họ sẽ cảm thấy an yên hơn. Ok mọi người, nếu mà cảm thấy thích thú, cảm thấy là cái chia sẻ này thú vị thì mọi người comment phía dưới nha, chia sẻ quan điểm cá nhân. Đấy, rất là vui khi mà mọi người có thể là theo dõi video và đồng quan điểm hoặc là trái ngược quan điểm, chúng ta có thể cho nhau cơ hội để trao đổi, trưởng thành và phát triển hơn nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì đây vẫn là cung đường quen thuộc thôi mọi người ạ, đường Nguyễn Tất Thành và hướng qua Hà Thanh thì chắc chắn là phải đi qua cung đường này rồi. Chúng ta quay về một xíu câu chuyện về sắp tới thì kỹ giá đất sẽ áp vào thực tế. Thì sẽ mới đọc trên cà phê mọi người ạ. Đấy là chuyên gia nhận định nha. Họ nhận định thì về khi mà chúng ta áp cái mức giá tiêu khung thực tế mới thì nó sẽ là làm giá của bất động sản tăng lên từ 15-20%. Đó. Và đối với các cái doanh nghiệp thì họ sẽ cộng nó vào giá bán thôi, hoặc là họ phải giảm lợi nhuận, hoặc là họ phải cộng vào giá bán. Thì cộng vào giá bán thì người mua lại trả số tiền này, còn nếu mà cộng họ giảm lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ không có lợi nhuận mấy. Nhưng mà nhà nước của chúng ta thì áp dụng luật này là ok nha, để đảm bảo về thuế. Đấy, người mua càng nhiều bất động sản thì chứng tỏ tiền nhiều thì phải chịu thuế cao thôi. Anh có nhiều tài sản anh bán thì anh phải chấp nhận. Chứ thực tế nha, trong các văn phòng công chứng thì để mà có thể thu hút được khách hàng đến với văn phòng mình thì là sẽ có các bạn giá tư vấn. Có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng hết trong
rà soát hết trong các cái giao dịch gần đây, mức giá nào ở khu vực đó nó dao động khoảng bao nhiêu, như thế nào thì áp vào mức thấp nhất để cho người bán họ giảm và thương thương. Thì thấy ra đây là cái hướng chính là các cái văn phòng công chứng họ có thể là thu hút được khách hàng của mình á. Ví dụ như ở đây trước bạn Thi nó làm nha, câu chuyện này thì Thi có thể nó diễn ra nó đang vài tháng rồi. Nó là bạn Thi nó mua khu đất ở đường Lê Hồng Phong thì giá thực tế thì là 1,5 tỷ hơn á, nhưng mà khi mà giá khai báo thì nó vào tầm khoảng 600 triệu thôi mọi người. Thì mức thuế nó đã giảm đi tương đối, thì đó nó cũng là hợp lý thôi cho cả cái việc mà mua người bán. Nhưng về luật khi mà ra rồi áp vào thì chúng ta cảm thấy nó sẽ chưa đúng đấy. Nên là bây giờ luật ra thì thuế thu sẽ cao, đồng thời giá bất động sản thì nó sẽ cao. Nhiều chủ á thì họ chấp nhận bán giá đó để họ ra, còn nhiều chủ họ sẽ cộng với mức thuế đó vào. Nếu mà ngày xưa tôi khai được 600 thì 2% là 12 triệu thôi, nhưng mà nếu mình 7,5 thì nó lên 30 triệu á mọi người. Đó là những câu chuyện khi chúng ta đi lanh quanh. Ok, luật ra rất là tốt nha mọi người. Này, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cảng cá khu vực này đi. Lâu rồi cũng không đi lại, hôm nay nắng đẹp, có cơ hội đi đồng hành cùng anh em. Thì cũng hay quay khu vực này nhiều lắm. Ở đây thì có cái hình ảnh về phơi mực, những con thuyền, con sóng rất là đẹp. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi lại đoạn này. Thì buổi sáng thuyền lên, lúc thuyền lên thì nó sẽ đông vui, còn bình thường thì sẽ vắng vẻ như thế này. Ở đây thì thủy sản mình biết rồi, hàng tươi sống thì khi xử lý xong thì không sẽ còn ít mùi. Nhưng mà khung cảnh bên này rất là đẹp. Nhiều bạn xem cái video của chúng ta thì cũng chia sẻ là cái khu vực này cũng cần nên chuẩn bị bớt ấy, thì khung cảnh nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì có cái nhà phơi mực này, thì mình sẽ dừng xe ở gần đây để đi bộ qua bên đó để cùng anh em chậm chậm chiêu cho nó vui. Hôm nay chiều xuống, sao mình đi mình cũng không rõ về cái lục chiều lắm. Hôm bữa trước mình đi thì chiều lên, hôm nay chiều xuống, mình không rành. Đây là cơ sở sản xuất mực. Quá trời mực mọi người ạ. Rồi mọi người sẽ chuyển ra cái đường này để mà đi phơi á. Hôm nay nó được đóng lại rồi nè, nó có nhiều cái sạp đường đi hơn này. Nhưng mà cũng treo leo phết này, mọi người nhìn nè, kiểu nó bị mục á, cũng sợ. Hôm bữa trước ở chỗ này nó chỉ có một thanh thôi, hôm nay nó được lên nhiều thanh để được nhiều cái gọi là cái gì trời, cái giá phơi mực hả? Đấy, hôm nay thêm cái cây này nữa này. Nhưng mà sao nhìn thấy cũng trong trên vải chữ rồi. Không sao, nó còn ở dưới nó còn một em nữa nên đi được. Đây là đầm Thị Nại nha. Đấy, khu vực này là đầm hết. Còn hôm bữa chúng ta đi khu vực ngoài kia là khu vực của bay Thị Nại ấy, thì nó nằm dọc với khu vực này. Nhưng mà cái phần cuối của nó vẫn là giáp đầm ở đây. Đấy, nên là khi mà khu vực đó hoàn thiện đi, nếu mà làm bến cano nữa là vào bên này quá là đẹp luôn, không có chê vào đâu được hết nha anh em. Hôm nay thì chế độ quay của nó sẽ là kiểu nó bình thường nên cái không gian nó sẽ không rộng và hình ảnh nó sẽ thật hơn tí. Thường thường tôi chạy xe hay để không gian rộng mà mọi người, cho nó bao quát cảnh dễ trò chuyện hơn. Ui đấy, lũ mình đi quay video mà rất chậm xuống đây sao trời. Thôi sợ quá, tính leo ra kia mọi người, nhưng mà thôi sợ rồi. Đôi khi mình cũng phải biết giới hạn của bản thân chứ. Thôi, hình ảnh á rất là đẹp, nắng lên
lâu lâu thì cũng thích đi bộ những khu vực này. Thứ nhất là mình cập nhật thêm cái sự thay đổi, thứ hai thì là kiểu như cũng muốn tập thể dục ấy. Thì người thích vận động. Ngày xưa ở Đà Lạt ngày sáng tập thể dục, trưa ăn xong cái ra công viên mà nó mát lắm, chứ công viên hồi đó nó không phải đâu. Nên là đi bộ được vài bước rồi mới về nhà, phải ăn ngoài. Còn bữa nào ăn ở nhà thì không đi nha. Còn tối thì ở nhà buồn quá, có mình mà ở Đức Trọng, Lâm Đồng thì lại đi thể dục. Dịch cũng vậy mà, dịch mình cũng đi luôn luôn, nhưng mà mình đi một mình thôi. Đấy, thời kỳ chưa có gia đình, một mình ở xa xứ nữa. Hồi đấy mình ốm nhưng mình khỏe, bây giờ mình mập lên rồi, bụng phệ rồi mọi người ạ, sáu trai rồi, đôi chân của Thi vẫn là đôi chân đi, nhưng mà bây giờ có gia đình rồi thì mình thích sự ổn định hơn, cố gắng là tạo điều kiện cho con cái nó phát triển hơn. Bậc cha mẹ nào thì chắc cũng vậy thôi đúng không? Đấy, tới mấy cái khu vực lao động không khí có tí nhạc là nó khác hẳn. Hôm nay chiều xuống thấp, mấy cái này mình mới đi xuống được, hôm bữa trước nó ngập lên tới trên này luôn, vẫn mùi lắm mọi người. Sau này không biết chuyển đi nó ok hơn không. Bên kia là công viên Đống Đa nha. Đấy, cái công viên bên kia lúc nãy mình quên giới thiệu mọi người. Dọc bên kia là đường Ngọc Hồi nè. Ok, đi dạo một tí rồi đi đó. Đừng có đốt nha con. Theo kìa. Đôi mắt lờ mờ sợ ghê. Mình dừng lại một ít thời gian để mình lấy một vài cảnh sót thôi mọi người. Ok, ta đi ra thôi. Em đứng lên mở cho chị mấy bia. Mùi mực là thơm lắm mọi người, muốn nhậu liền luôn. Đây, bên kia là đường Ngọc Hồi, hôm bữa trước là Thi có quay một lần nữa mọi người. Đi qua bên đó rồi. Đó. Hôm nay thì đi chiêu chiêu nhẹ nhẹ thế tí thôi. Đoạn video này thì khi ra tới đường Lê Thanh Nghị thì xin phép dừng video nha. Có lẽ là nội dung chính của nó là đoạn đầu, những cái chia sẻ mang quan điểm cá nhân. Đấy. Đoạn sau thì chúng ta cùng chiêu chiêu ngắm cảnh thôi. Ok thì xin phép dừng video nha.